Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang ở dưới tòa tháp Nam Sang. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng lên tòa tháp cho cô chú anh chị và các bạn mình xem chơi vui nha. Ở đây thì có cái 7-Eleven ở dưới chân tháp. Hiện bây giờ là 6 giờ chiều ở Seoul. Đây, hoa anh đào nở rồi nè, hoa anh đào màu vàng vàng. Hoa đây gió rất là lạnh. Rồi mình chạy lên. Nhiệt độ bây giờ khoảng chừng, điện thoại nó hiện lên là 6 độ C. Nam Sang Tour. Chạy lên. Giờ mình phải vận động cho nó nóng người lên mới được. Không cho mình chạy lẹ lên. Có rất là nhiều người luôn. Rất là đông đúc luôn. Đây mình nhìn đằng xa thì có tòa tháp Nam Sang nè. Nếu mà lên tới tháp á thì nếu mình vô tháp á, đi lên đỉnh tháp á thì mình tốn 5.000 won. Ủa 5.000 won hả? Vé 5.000 won hả? 40.000 won. 40.000 won. Nó tương đương hơn 800.000. Nếu không thì chúng ta đi tới chân tháp thôi. Đây ông nhìn xuống núi nè. Hoa anh đào nở rồi nè. Nị đang rung cầm cập. Rung luôn á. Má ơi, lần đầu tiên mới được tận hưởng luôn á. Nhưng mà chúng ta vận động thôi sẽ ấm lên. Rất là đông du khách đi đến cái tòa tháp này. Ở đây thì con số 2 thì nở, con số 2 chưa nở ha. Nên mình nhìn thấy nó hơi trơ trọi. Đây, giống như là học sinh, sinh viên mặc đồng phục. Ở đây cái lạnh giống như là mình mở máy lạnh mười mấy độ vậy, giống như mình đứng ngay cái máy lạnh vậy đó. Mình thấy đồi hoa anh đào nè. Những cây anh đào nó chưa có nở. Cây rất là lớn. Cái dốc này rất là cao. Cao khoảng 200 m. Cái dốc rất là cao. Chúng ta lên tới đây rồi mà chúng ta không đi lên đây thì rất là tiếc. Đó, người Hàn Quốc nè. Hello.
không mở. Đây có cái bảng hướng dẫn. Nam sang đi cấp. Ở đây đi cáp luôn. 160 m. Đó. Đây học sinh Hàn Quốc. Lần này coi móc khóa tình yêu ấy. Seoul Tower. Mời bà con mình cùng lên chỗ mà người ta hay móc những cái móc khóa đó. Giờ đang hoàng hôn á anh chị. Nên mình đi ngược nắng. Mình chạy theo đi. Này mua vé ở đây thì dưới đất này có cái quầy bán vé. Để mình mua vé mình đi lên cái tòa tháp này nè. Nó 40.000 won. Đây. Mèo rung luôn á. Cầm thôi mà cứng tay. Đâu hết được. Cái kêu kêu mua bao tay đi. Không mua. Hả? À. Này. Mua bao tay không mua đâu. Chúng ta lúc nãy ở trên cái tháp ở trên cái đảo đảo nãy đảo gì đảo Nam Mi thì cũng hơi lạnh nhưng mà không có lạnh bằng cái khi chúng ta lên tháp này. Đó, đây nhìn chúng ta nhìn ra cái đồi cây anh đào. À, đây bà con mình mấy học sinh sinh viên cặp tình nhân ký tên lên đây nè. À, rất là nhiều luôn. À, đầy kính. Đây bạn hướng dẫn lầu 4. Đây chúng ta lên trên nha. Wow, quá đẹp móc khóa luôn. Quá. Dạ.
Nè, chụp một phát tình yêu nè. Trời ơi. Đó, có xài rồi. Ôi, chứ leo tới đây rồi hả? Ừ, ngồi luôn đi. Ừ, đẹp. Em lạnh. Rất là nhiều luôn mà con ơi, quá trời luôn. Để rất là lâu rồi nè, rỉ sét luôn. Quá trời. Quá trời móc khóa luôn. Biết bao nhiêu cặp tình nhân ở đây. Nè, chụp không? 10 độ. 10 độ. Nè, chụp không? Này, đi qua đây thì cũng còn nữa nè. Quá trời luôn, bà con mình thấy vui chưa? Hà ghế nè. Chụp hình đó. Anh không lại đây gần đi xa anh chứ. Ê, họ nó văng ra. Lạnh quá nó đơ đi. Nè. Cười lên. Rồi. À, mấy người hàng ở đây thì họ chịu lạnh quen rồi. À, đi qua đây. Rồi. Như ráng cười. Như tôi đây. Rồi, chúng ta nhìn qua đây là tòa tháp. Wow, cao quá. Sọt tay vô túi nè. Hôm nay thì chúng ta vô đây uống cà phê hoặc lên ngắm cảnh. Rồi, chắc video đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo tại Seoul nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi, lạnh lắm. Đến đây chụp hình. Lạnh lắm luôn. Ồ, bên kia có cây cây thông mà móc phá luôn. Cũng đông dưới đây. Quá trời luôn. Rồi, bây giờ thì bye bye. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.